hàng năm. Như ở đây là mình cũng đã là cứu hộ được là trên 1.000 tổ rùa, thả về biển là khoảng là trên 150.000 con rùa con về biển. Tại vườn quốc gia Côn Đảo này là nơi rùa biển lên nhiều nhất Việt Nam, chiếm hơn 90% cái lượng rùa biển lên cả nước mình. Mình rất tự hào là coi như là mình làm công tác bảo tồn rùa biển ở đây. Làm cái nhiệm vụ này, lúc đầu thì thực sự là thấy hết sức vất vả khó khăn. Nhưng mà sau một thời gian mình đối với làm cái nghề này, yêu nghề nghiệp thì mình cũng thấy là rất hạnh phúc. Hàng đêm là mình phải trực ở dưới bãi. Có những lúc con rùa nó lên bãi, nó đẻ, nó gặp với những cái chướng ngại vật. Đó, nên mình cũng phải hỗ trợ nó. Con rùa thì để lên bãi là đẻ là suốt cả đêm. Cho nên anh em là cũng phải là trực suốt đêm, hầu như là thức trắng đêm hết. Con rùa biển thì sau khi nó đẻ trứng thì mình cũng tiến hành là bấm thẻ nè, rồi đo kích thước của rùa và di dời trứng rùa vào tổ. Sau khi mình giờ vô thì sau 45 đến 65 ngày thì nó nở, thì khi con được 40 ngày tuổi thì mình tiến hành mình úp cái sọt như thế này. Không có sọt đó thì nó nở lên nó sẽ bò khắp cái năng lượng của con rùa con, nó sẽ mất rất nhiều. Thành ra mình phải cho nó một cái chỗ, cái vị trí nhỏ để mình kịp thời mình thả xuống biển. Tự hào khi rùa con thả về với biển thì cái công tác từ cái khâu cứu hộ đến cái ấp và nở là thả về biển nó đã hoàn thiện, thì lúc đó là một cái mình nghĩ là mình đã góp phần bảo tồn được cái loài rùa. Anh em ở đây công tác, gia đình ở xa cũng có khi phải 2 tháng mới nghỉ được do cái đặc thù công việc. Về cái vấn đề là liên lạc thông tin thì sóng điện thoại cũng phải đi ra khoảng 1 cây số thì khi đó có mới sóng mới liên lạc được. Thứ hai nữa thì cái đi lại cái phương tiện nó hết sức khó khăn. Mình cũng cách trở xa xôi, từ ở đây đã vào ở cái đảo lớn, rồi từ cái đảo lớn mà đi ra về những cái tỉnh khác. Mà những người mà đã bám trụ lại đây á, thì thứ nhất là cũng là thực sự là những người đó rất yêu ngành yêu nghề đấy. Rồi là thứ hai nữa thì người ta cũng là muốn đóng góp cho cái ngành bảo tồn cho Côn Đảo, thì theo tôi nghĩ rằng người ta rất hạnh phúc.